Xin chào mọi người nha. Công việc mỗi buổi sáng của mình khi thức dậy là phải cho gà chim ăn các bạn ạ. Đây, hôm nay thì mình sẽ cho gà và chim nhà mình ăn cám nha các bạn. Đây là đàn gà con và ngan mình mới kết thúc giai đoạn nuôi úm và được tròn 30 ngày tuổi. Thì mình cho ăn nốt cái bao cám này thì mình sẽ chuyển sang là ăn phối trộn lẫn cám và thóc. Sau đó thì mình chuyển dần sang ăn thóc luôn và thả ra vườn các bạn nha. Ở cái giai đoạn đầu tiên này thì mình vẫn cho gà ăn cám 100%, bởi vì là giai đoạn này thì gà con vẫn còn rất là nhỏ các bạn ạ. Mỗi một con chỉ trọng lượng tầm đạt hơn 2 lạng thôi. Đấy, gà nhà mình thì mới được 30 ngày tuổi. Bao cám này là bao cám cuối cùng mình cho gà ăn nguyên 100%. Sau đó thì mình sẽ chuyển tuần sau thì khi mà hết cái bao cám này thì mình sẽ chuyển sang cho gà ăn thóc trộn với cám ở giai đoạn gà trưởng thành ấy các bạn. Đấy, mình cho ăn trộn thóc và cám. Sau đó thì mình sẽ thả gà vào vườn, cái mảnh vườn mà mình vẫn quay clip cho các bạn ngắm đấy ạ. Đấy là cái mảnh vườn mà mình sẽ mang hết các em này vào để mình nuôi. Còn hiện tại thì cái chuồng gà này vẫn đang là mình đang nuôi úm ở trên sân thượng các bạn nha. Cái chuồng gà rộng 12m2 và mình đang úm 40 con gà con cộng với lại 25 con ngan. Thì ở giai đoạn úm thì mình làm chết mất 3 con ngan, thì hiện tại đàn ngan nhà mình đang còn 22 em. Đấy, 22 em tròn 30 ngày tuổi. Và thức ăn hiện tại mình vẫn đang cho gà ăn là cám công nghiệp ở giai đoạn gà con các bạn ạ. Vì mình nuôi ngan cho nên là mình sẽ cho ngan uống nước bằng cái chậu này các bạn nha. Đấy, mình cho ngan uống nước bằng cái chậu này. Thế còn riêng gà thì mình sẽ sử dụng cái bầu nước tròn để cho gà dễ uống hơn. Đấy, ngan thì nó rất là thích nước cho nên là khi mà mình thả cái chậu nước vào một cái là ngan nó bâu vào ngay. Đây còn bầu nước là dành để cho gà các bạn nha. Đấy, mình sẽ dành để cho gà nhưng mà gà thì chưa uống mà ngan thì đã bâu vào uống trước rồi. Đấy. Đây là đàn gà mình nuôi trên sân thượng các bạn nha. Mình chưa bê vào trong vườn. Đấy, một tuần nữa khi mà gà cứng cáp trưởng thành thì mình sẽ bê vào vườn. Thế còn đây là cái chuồng gà to các bạn ạ. Chuồng gà to có 10 con của cái lứa trước mình để sang bên này để mình cho nó ăn cái thức ăn thừa của chim ấy các bạn. Cho nên là mình sẽ không cho ăn ngô thóc ở cái chuồng bên này, bởi vì là cái thức ăn ngô thóc rơi vãi xuống thì mình cho thì gà nó sẽ tự nhặt ăn cả ngày. Thế còn mình sẽ bổ sung thêm rau xanh và các cái loại cá tạp cho gà ăn. Đấy, đây là cái rau muống mà mình thái nhỏ, rau muống ở vườn mình thái nhỏ ra và mình mang vào đây cho gà ăn. Đấy, có 10 con gà thôi, mình giữ lại. Trước đây thì mình mang 90 con vào trong vườn để mình thả. Thế còn lại 10 con là mình để nuôi ở trong đây, 10 con gà mái mình nuôi trong đây để lấy cái để cho nó ăn cái thức ăn thừa của chim, nó rơi vãi cho đỡ phí đấy các bạn. Đấy, các bạn xem kênh thì hãy nhớ ủng hộ mình nha, bằng cách nhấn nút đăng ký kênh để kênh của mình ngày càng phát triển hơn và có nhiều những video chia sẻ với các bạn nhé. Bởi vì mình không phải là người chăn nuôi chuyên nghiệp cho nên là mình sẽ không chia sẻ các kỹ thuật về chăn nuôi các bạn ạ. Mình chỉ chia sẻ những thành quả mình đạt được trong quá trình chăn nuôi của mình thôi nha. Đấy, đây là cái chuồng chim bồ câu nhà mình ở ngay bên cạnh chuồng gà. Hôm nay mình sẽ cho bồ câu nhà mình ăn ngô, một phần nhỏ cám con cò trộn lẫn và thóc các bạn nha. Tỷ lệ là 60% ngô, 20% thóc và 20% cám công nghiệp. Đấy, mình cho ăn cám công nghiệp. Mục đích của mình không phải là để kích thích tăng trưởng gì cả, mà bởi vì là ở cái giai đoạn này gà chim bồ câu nhà mình đang đẻ trứng đấy các bạn. Cho nên là nó cần phải có một lượng cám công nghiệp để tạo để kích thích cho cái phôi trứng nó phát triển đấy các bạn. Cho nên là mình cho ăn cái cám gà đẻ. Đấy, mình cho ăn một phần nhỏ cái cám gà đẻ để mục đích là để cho cái phôi trứng nó phát triển hơn và nó cái tỷ lệ ấp nở thành công nhiều hơn thôi nha. Chứ còn riêng cái chim bồ câu thì mình cũng nuôi sạch hoàn toàn, mình cũng rất là hạn chế cho ăn cám công nghiệp. Hôm nay thì mình cho ăn một chút thôi, bởi vì là vừa rồi mình đã ăn thịt hết cái chim non rồi. Thì trong chuồng hiện tại thì chủ yếu là còn chim bố mẹ và chuẩn bị đẻ trứng. Cho nên là mình cho ăn thêm một phần cám công nghiệp để mục đích là cho nó kích thích cái phôi trứng của con trống ấy, cho tạo cái phôi trứng nó khỏe mạnh hơn để cái tăng cái tỷ lệ ấp nở ra trứng cho bồ câu các bạn nha. Đấy, đây là cái chuồng quần thể mình nuôi 20 đôi các bạn ạ. Mình chỉ nuôi 20 đôi trong cái chuồng này thôi. Còn lại thì mình nuôi sang cái chuồng nhốt lồng là 30 đôi. Tổng đàn thì mình đang có 30 đôi các bạn nha. Đấy, hiện tại thì mình trong các ổ đẻ nhà mình thì đều có chim non. Đấy, có một số ổ đẻ thì đang có trứng ấp chứ chưa có chim non. Đấy, thì hầu như các đôi chim thì đều đang sinh sản các bạn nha. Đấy, đây trứng này, chim con vừa mới nở xong đây các bạn. Đấy, vừa bóc trứng xong đây. Đấy, đây là con chim non mới nở, vừa nở trong vừa bóc trứng xong. Đấy, đây là đàn chim bố mẹ.
Đấy, mình nuôi bởi vì là mình không phải là người làm kinh tế và từ chim bồ câu các bạn ạ. Mình chỉ có nuôi vì đam mê thôi, mình rất là thích trồng trọt chăn nuôi, mình thích nuôi chim bồ câu. Chim nhà mình gần như là nuôi kiểu bán hoang dã các bạn. Đấy, mình nhốt trong lồng và buổi chiều về mình đi làm về thì mình sẽ thả chim ra cho nó bay một lúc, sau đó mình lại nhốt nó vào. Tối nó về chuồng mình lại nhốt nó vào. Đấy, vì nếu mà mình thả nhiều ban ngày thì nó sẽ làm phiền đến hàng xóm. Cho nên là mình chỉ thả tầm 5 giờ mình thả thôi các bạn nha. Đấy, đối với các cái đôi nhốt lồng thì mình nuôi nhốt 100%. Mình cũng cho ăn như vậy các bạn nha. Đấy, một phần cám gà đẻ, 60% ngô, 20% cám gà đẻ và thóc trộn lẫn. Đấy, mình cho ăn như vậy, buổi sáng nào mình cũng cho ăn như vậy. Mỗi một ngày thì mình chỉ cho ăn 2 lần, sáng và tối. Buổi sáng thì mình cho ăn lúc 6 giờ sáng, chiều tối thì mình cho ăn lúc 8 giờ tối các bạn ạ. Bởi vì mình đi làm về rất là muộn. Mình đi làm về xong mình phải vào vườn mình nuôi, mình cho cái đàn gà ở trong vườn như kìa, gà thả vườn trong kia mình chỉ cho ăn được mỗi ngày một lần thôi. Đấy, các bạn xem clip, xem kênh của mình thì sẽ biết là mình có một cái đàn gà ngan ngỗng ở trong vườn nữa. Mình cho ăn mỗi ngày một lần. Thế còn riêng cái gà ở nhà thì mình chăm chút nhiều hơn, mình cho ăn một ngày 2 lần các bạn ạ. Đấy, đây, các đàn đây, các con chim bố mẹ đây, mình cho ăn đây. Mình không có nuôi kinh tế cho nên là mình không sử dụng các loại thuốc kích thích trứng hay là tăng trọng gì cả. Mình chỉ cho ăn một phần nhỏ cái cám gà đẻ mà cũng không phải giai đoạn nào mình cũng cho ăn. Đối với những đôi mà chuẩn bị làm thịt ấy, thì mình sẽ không cho ăn cám gà đâu các bạn nha. Đấy, đây là những đôi chim hậu bị này. Mình nuôi riêng ra để mình chuẩn bị thay kế cận cho vào cái đàn bố mẹ ngoài kia. Thì những đôi này thì mình nuôi bình thường không cho ăn cám nha. Đấy, mình chỉ cho ăn ngô và thóc thôi. Mình hoàn toàn không hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi các bạn nha, bởi vì mình không phải là chuyên gia về nông nghiệp, mình không phải chuyên gia về chăn nuôi đâu nha. Mình chỉ là người mà muốn chia sẻ những cái thành quả và niềm vui trong trồng trọt với các bạn thôi nha. Chúc các bạn có những cái buổi chiều vui vẻ nha.